Rồi, xin chào mấy anh em nha. Là mình đây. Hôm nay mình cái củ đề bị hư rồi mọi người. Củ đề nó cũng còn đề được nhưng mà nó kêu tiếng khó chịu lắm. Xe mình mà có cái tiếng kêu thì hơi khó chịu, là mình phải đi fix lỗi liền. Nên là bây giờ mình chạy lên thị xã. Mình một là mình kiếm củ đề cũ để mình thay cái lỗi bên trong. Còn hai là mình mua cái củ đề mới cho mọi người. Hy vọng là tìm được cái đề cũ tại trên đây. Lúc nãy mình có đăng cái tút lên tiền của đề cũ thì có anh Phạm Quỳnh Trạng, boss Phạm Quỳnh Trạng đã hứa là cho mình một cục. Giờ mình chạy lên trên tiệm của anh Phạm Quỳnh Trạng để lấy cái cục đề. Thì nói sơ qua cái anh Phạm Quỳnh Trạng thì ảnh làm xe đi tour mọi người, không có mà nhận ba xe độ xe đua này nọ, chuyên cái dòng đi tour thì dọn xe, sửa xe, dọn kiển này nọ. Thì ở thị xã Gò Công thì chắc chắn là ai cũng phải nghe ít nhiều về anh Phạm Quỳnh Trạng, đúng không? Bây giờ mình lên chỗ anh Phạm Quỳnh Trạng, mình lấy cái củ đề rồi sẵn đây, ví dụ có mấy chiếc nào đẹp đẹp thì mình quay lại cho anh em coi luôn nha. Rồi trên đường đi có gì hay ho mình sẽ quay lại cho anh em coi luôn. Rồi bắt đầu thôi anh em ơi. BKT rồi mẹ. Đây để mình quay sơ cái tiệm của anh Phạm Minh Trạng cho các bạn coi nha. Thôi vô quay con này đi. Nụ quả đát. Má ơi bé. Bé như cái chén luôn. Thôi được rồi. Quay sơ kìa mà. Ủa là cái nước nó bắt vậy luôn hả anh? Ừ, cái nước chế. Ủa, ngộ người ta. 59 dinh dinh các bạn. Có cây bô tăng nữa mà không biết ở đâu à. Ủa nó đẹp. Nó đẹp bà cốn luôn. Có thể ở đây có nhận làm máy xe zin nha các bạn, làm máy xe zin này nọ, nhận bảo trì xe zin. Nhưng mà hồi đó ảnh có làm xe độ nhưng mà bây giờ không có nhận nữa. Ui. À, cái gì đây? Ủa này không nhiêu anh Trạng? FCR33. Quá đã. Đủ thứ đồ hết. Bù. Ok. Tại vì em coi sao nó nhắm lại.
cảm ơn anh. Các bạn lên đây phá được anh Trạng cho mượn cái FC. FC về gắn vô thử. Còn đây là cái bu K1. Sai đồ mượn. Nói chung là mình không có tiền đầu tư thì giờ đi mượn đồ quay cho anh em coi chứ sao giờ. Anh em coi thì nhớ like, share, nhấn đăng ký cho mình nha. Có động lực đi mượn đồ gắn tiếp. Rồi. Thì mình mới mượn được cây bô K1 với lại bình FC rồi nha mọi người. Thì để về em gắn cho anh em coi. Đây nè. Không biết anh em thấy không? Đây nhìn vô kính nè anh em. Đó. Vậy xác định là mất tình làng nghĩa xóm rồi đó. Thôi thì mình xin kết thúc video tại đây nha. Rồi cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem hết video của mình. Thì nhớ nhấn like, share và cho mình một đăng ký nha mấy bạn. Thì clip sau mình sẽ gắn cái cây bô này vô và cái bình FC. Rồi mình test cho anh em coi. Nghe dàn hơi này nọ. Rồi gắn cái bình FC này với cái bình nắp trao thì cho các bạn nghe là hai cái bình nó sẽ khác nhau và giống nhau như thế nào. Vậy nha, ok bye các bạn. Hẹn gặp lại ở video lần sau.